Chúng ta cùng thầy tìm hiểu trong phần số 5 các công thức về thấu kính. Giờ thì qua hai cái trường hợp ở như hình 29.14 và 29.15 đúng không? Là các bạn thấy là gì nhỉ? Trường hợp thì cho ảnh gì đây? Ảnh thật của chiều với vật, được chưa? Với thấu kính hội tụ, còn trường hợp với thấu kính phân kỳ thì ảnh luôn là ảnh ảo cùng chiều với vật, đúng không ạ? Thì bây giờ để thiết lập một công thức tổng quát cho thấu kính trong mọi trường hợp luôn, đúng không? Ví dụ trường hợp thật thì dùng thế nào và ảo dùng thế nào, phân kỳ dùng công thức dùng ký hiệu thế nào, cái dấu tích của nó như thế nào thì chúng ta sẽ nắm được cho thầy các quy ước trước nhá. Đây, quy ước này là gì đây? Tọa độ của vật, đúng không? Đối với quan tâm O này là ký hiệu là chữ D, là giá trị đại số của OA nhá. Được chưa? Với quy ước nếu vật là vật thật thì giá trị D sẽ lớn không? Còn nếu trường hợp là vật ảo thì D bé không. Cái trường hợp này thì mình sẽ ít dùng đến, là vì tạo ra vật ảo thì thông thường là họ sẽ xét là xét trong quan hệ, trong các cái hệ thấu kính với nhau, được chưa? Thì nó có thể tạo ra một cái vật ảo nào đó đối với thấu kính này, nhưng mà đó là ảnh của thấu kính khác, đúng không? Các bạn cứ hiểu như vậy, nó mang tính tương đối thôi. Ví dụ một cái vật sáng AB nó qua cái thấu kính 1 để cho các bạn là một cái vật, là một cái ảnh nào đó là ảnh A', B'. Nhưng A', B' đó đối với thấu kính tiếp theo thì nó có thể đóng vai trò là vật thật, mà nó cũng sẽ đóng vai trò là vật ảo. Còn phải tùy xem cái tính chất của cái ảnh mà bạn thu được là gì, thì cái đó sẽ phức tạp hơn, nên chúng ta sẽ không xét trường hợp đấy. Nên các bạn chỉ cần dùng chủ yếu các bài tập của các bạn là liên quan đến vật thật nha. Thì bạn luôn nhớ thầy là các bạn sẽ dùng cho thầy cái giá trị D sẽ là dương. Ví dụ như là vật thật AB cách thấu kính 5 cm, thì bạn thay thầy D bằng 5 cm trong các công thức sau này bạn dùng đến, được chưa? Rồi, còn với tọa độ của ảnh này thì có giá trị đại số, và cũng với quy ước như trên, ảnh thật thì D phải sẽ là dương, ảnh ảo D phải là âm. Bạn lưu ý thầy cái này nha. Đấy. Ngoài ra người ta còn có quy ước về gì nhỉ? Về chiều và độ lớn của ảnh, nó được xác định bằng tỷ số, đúng không? Đây, cái tỷ số này nó không phải là lúc nào cũng dương đâu nhá, bạn lưu ý, nó gọi là k, k độ phóng đại của ảnh, được chưa? Thì k cũng có quy ước về dấu. Nếu k là dương có nghĩa là vật và ảnh là cùng chiều, còn âm thì là ngược chiều. Thế còn cái việc xác định là ảnh thật hay ảnh ảo ấy, ta không thể dựa vào cái này được, mà ta phải dựa vào cái thằng D phẩy. Ta tính toán xem là khi đó ra D phẩy là dương thì là ảnh thật, còn D phẩy là âm thì là ảnh ảo. Còn cái thằng K này cho các bạn biết được là ảnh vật cùng chiều hay không cùng chiều thôi. Đó là vì sau này có nhiều bài toán trong quan hệ đấy, nó làm sao mà các bạn khẳng định được là cứ K lớn hơn không thì nó là gì? Là vật thật, là ảnh thật, không phải, không thể làm thế được nha. Hoặc là như bạn bảo thầy là ảnh ngược chiều với vật thì cái vật đó, cái ảnh nó vẫn là ảnh thật, cũng không hẳn như vậy. Là các bài toán quan hệ sẽ khác. Nên ta cứ ghi nhớ thầy cái quy ước chung này cho thầy, được chưa? Rồi từ cái quy ước chung này thì các bạn sẽ dùng cho thầy một công thức dùng cho mọi thấu kính, được chưa? Mọi trường hợp với tổng quát chung. Đây, 1 trên D cộng 1 trên D phải bằng 1 trên F. Với công thức này chúng ta phải luôn luôn xác định chính xác được dấu của các đại lượng cần tính nha. Lưu ý thầy, ok chưa? Đấy, ví dụ biết được D, biết được F, nhưng phải biết rõ thầy là vật thật hay vật ảo, D là dương hay âm khi thay vào công thức này. F cũng vậy thôi, nó là thấu kính hội tụ thì F sẽ là dương, còn với thấu kính phân kỳ thì F là âm. Thay đúng giá trị, đúng dấu vào thầy là tính được các thằng còn lại, thằng D phẩy. Và biết được D phẩy là âm hay dương, bạn sẽ khẳng định được thầy nó là ảnh thật hay ảnh ảo. Đấy là một cái ví dụ cho các bạn hiểu, ok chưa? Còn trong quá trình làm bài tập thầy sẽ nói thêm cho các bạn để cách vận dụng tốt về cái này. Không có nhiều bạn biết rằng là công thức này thuộc thật nhưng mà cứ bị sai dấu rồi. Và cái nội dung này hãy nhớ thầy một điều, nó là cái nội dung có trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia lớp 12, đúng không? Các bạn nhớ là gì, cũng có nhiều bài đã kết hợp với công thức thấu kính, nên chúng ta cũng phải nắm rõ được từ bây giờ. Đặc biệt là cái nội dung này ở học kỳ 2 lớp 11 nó quá gần với lớp 12, nên ta không được phép chủ quan. Và người ra đề thì ta cũng thường xoáy vào những cái chỗ lớp 12 gần, lớp 11 gần nhất với lớp 12, tức là ở chủ yếu ở học kỳ 2 đấy. Nên ta đừng có chủ quan nhá, các bạn lưu ý, được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ các bạn làm cho thầy câu C5 đã nhé. Câu C5 của chúng ta này, dùng công thức xác định vị trí ảnh. Hãy chứng tỏ rằng nếu giữ thấu kính cố định và rời vật dọc theo trục chính thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. Câu này hay ra phết. Nào, như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ vận dụng luôn cho thầy công thức thấu kính. Câu C5, câu C5 của các bạn vận dụng luôn là gì nhỉ? Là 1 trên F, đúng không? Bằng 1 chia cho D cộng với 1 chia cho D phẩy. Bây giờ ta bảo là gì? Nếu giữ thấu kính cố định, đúng không? Và tức là F là không đổi này, chúng ta nhớ là F là không đổi nhá. Tức là F nó là không đổi, được chưa nào? Đấy. Bây giờ rời vật dọc theo trục chính, được chưa? Tức là các bạn di chuyển ra xa lại gần theo trục chính đấy, đúng không? Đây thầy vẽ thêm cái hình vào đây cho các bạn yên tâm. À quên, đây là trục chính chứ. Đây, ví dụ cái vật AB của chúng ta đây, thầy lấy một cái vật nào đó chẳng hạn AB. Và cái này là D chính là AO, đúng không? Vậy bạn thay đổi, bạn rời nó, dọc theo trục chính thôi, tức là bạn để cho nó trượt trên cái đường này này, ok chưa? Đấy, thì cái D này sẽ thay đổi nhá, ok chưa? Vậy trong trường hợp này là gì? Là rời vật theo trục chính, được chưa? Thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. Vậy ta sẽ có hai trường hợp, một là các bạn đưa cái này lại gần thấu kính, vật AB lại gần, hai là đưa AB ra xa thấu kính, đúng không? Vậy ta xét thầy cái trường hợp 1, được chưa? Đấy, là các bạn gì đây, giữ thấu kính cố định, đúng không? Bây giờ các bạn rời gì đây, rời vật ra xa nhé. Vậy thầy sẽ đưa cho các bạn là rời vật ra xa là trường hợp 1 trước, ra xa thấu kính, ok chưa? Thì khẳng định ngay một điều thầy là gì nhỉ? Là D nó tăng, đúng không? D nó tăng. Đấy, D nó tăng, ok chưa? D tăng này mà một F thì không đổi này. Vậy D tăng thì bạn khẳng định ngay thầy là 1 trên D trước đi, nó giảm. 1 trên D nó giảm. 1 trên D giảm này, số hạng này mà giảm mà trong khi tổng thì không đổi. Vậy thì số hạng còn lại phải gì? Phải tăng. Vậy tức là 1 chia cho D phẩy đấy là nó phải tăng. Đúng chưa? 1 trên D phẩy tăng, tức là điều này sẽ tương đương với là D phẩy nó sẽ giảm. Đấy, ok chưa? Vậy chứng tỏ là gì? D phẩy giảm, đúng không? Mà trong trường hợp này là D phẩy giảm, có nghĩa là gì? Vật nó lại gì? Ảnh nó lại gì? Ảnh và vật nó sẽ di chuyển cùng chiều. Các bạn nhớ thầy điều này nhé. Như vậy là gì? Là ảnh di chuyển lại gần thấu kính đã nặng. Ảnh nó di chuyển lại gần trước là về D phẩy nó giảm mà, đúng không? Di chuyển lại gần, ok chưa? Lại gần nó, vậy khi là lại gần thì có nghĩa là gì nhỉ? Vật này đi ra xa này, giả sử ảnh thật bên này đi, đi lại gần này, thì ảnh và vật của các bạn là gì? Di chuyển cùng chiều chưa? Đúng cùng chiều không? Như vậy em suy ra ngay thầy là ảnh và vật là di chuyển cùng chiều. Đấy, các bạn nhớ nhá, di chuyển cùng chiều, ok chưa? Rồi, các trường hợp ngược lại, đúng không? Là chúng ta lại rời vật lại gần thấu kính. Lại gần thấu kính, được chưa? Thì đương nhiên là thằng D của chúng ta ấy, nó sẽ phải giảm. Đấy, D giảm thì cái 1 trên D này, 1 trên D là sẽ tăng. Mà 1 trên F thì không đổi, tổng không đổi, mà số hạng này tăng thì số hạng thứ hai phải giảm. Và tức là 1 trên D phải giảm. 1 trên D phải giảm nghĩa là gì các bạn nhỉ? Là D phải chúng ta lại tăng. Tăng nghĩa là gì? Vật nó ảnh lại rời xa, đúng không? Vậy suy được ngay thầy là ảnh, được chưa? Rời xa thấu kính hay là di chuyển xa thấu kính. Được chưa? Đấy, bây giờ bạn thấy này, vật thì đi lại gần thế này, đúng không? Ảnh là sự ảnh thật đấy, nó lại rời xa này. Như vậy là hai thằng cùng chiều chưa? Đấy, như vậy là suy được ngay thầy là ảnh và vật nó cũng di chuyển cùng chiều. Di chuyển cùng chiều. Đấy. Đấy, tóm lại là gì? Cho dù có lại gần hay ra xa thì sao? Thì đối với trường hợp này, đúng không? Là thấu kính có phân kỳ hay thấu kính là gì? Hội tụ, đúng không? Thì không quan trọng nữa rồi. Là thầy nhớ là gì? Là ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều. Luôn nhớ thầy điều đó nha. Tức là nếu giữ thấu kính cố định, được chưa? Như vậy tóm lại kết luận được thầy. Được chưa? Là gì nhỉ? Ảnh và vật, được chưa, luôn di chuyển cùng chiều nha. Ok chưa? Khi chúng ta là gì nhỉ? Rời di chuyển gì? Di chuyển vật AB, còn giữ nguyên thấu kính trong trường hợp này. Ok chưa? Vậy câu C5 các bạn trả lời như vậy thầy là xong. Đấy, chúng ta đánh giá bộ thức này rất là lợi thế, nó cho chúng ta rất là nhiều thông tin. Các bạn lưu ý thầy. Rồi, bây giờ ta tiếp tục tìm hiểu thêm với thầy một nội dung nữa. Đó chính là liên quan đến công thức xác định độ phóng đại của ảnh này các bạn này, được chưa? Vậy thì cái K này tại sao lại bằng trừ D phẩy trên D? Mà ta vừa có được cho thầy cái K của chúng ta đấy là đưa cho các bạn đó là bằng A phẩy B phẩy trên AP độ là đại số đúng không, là K này. Để cho K dương thì là cùng chiều, mà K âm thì ánh vẫn là ngược chiều. Vậy tại sao ta lại có được K lại bằng T phẩy trên D các bạn? Đấy, tại sao lại K lại qua cái này? Được chưa? Thì thầy sẽ chứng minh cho các bạn cụ thể hơn tại sao K bằng trừ D phẩy trên D nhé. Chúng ta quay trở lại thầy cái kiến thức về hình học ở đây. Các bạn thấy không? Là các bạn sẽ áp dụng ngay thầy cái định lý Taret hoặc tam giác đồng dạng cũng được. Trong trường hợp là vật AB trước thấu kính hội tụ cho chúng ta là gì đây? Cho chúng ta là ánh thật này. Thì các bạn thấy ngay là gì không? Là A phẩy B phẩy trên AB chưa? Đúng không? Thì nó sẽ là bằng gì đây? Nào, độ phóng đại của ánh đúng không? A phẩy B phẩy trong trường hợp này đúng không? Chia cho AB. Được chưa nào? Nếu là xét về độ dài, tức là xét về độ lớn đây các bạn này, thì sẽ bằng gì? Nào, bằng cạnh OA phẩy trên cạnh OA. Đúng không? Cạnh OA phẩy trên cạnh OA, và cạnh OA phẩy có độ dài là bằng độ lớn của D phẩy đúng không? Chia cho độ lớn của D. Đấy. Nhưng bây giờ trong trường hợp này của chúng ta nhá, là đây nó chính là bằng gì các bạn nhỉ? Là bằng K đúng không? Còn K, độ lớn của K. Đấy. Thế giờ cái thằng bên trong này là K này. Trong trường hợp này là nó ngược chiều. Nó ngược chiều vậy đương nhiên là cái trị đối bên trong này sẽ là âm. Ví dụ trong trường hợp với thầy là trong trường hợp ví dụ hình 29.14 ví dụ thế. Ok chưa? Thì ta sẽ có được là cái K theo định nghĩa nó là bằng A phẩy B phẩy chia cho AB. Là ánh là vật nó ngược chiều nên cái này nó sẽ bén không? Nó bén không? Ok chưa? Vậy phá dấu này ra thầy đúng không? Vậy ta có được cái này nó chính là bằng gì đây? Bằng trừ K, bằng trừ K. Đấy, đúng không? Còn trong trường hợp này mình đang viết thế này thì là dương hết. Bây giờ các bạn sẽ phá dấu này, bạn sẽ suy được ngay thầy là cái K của chúng ta nó sẽ bằng gì đây? Nào, là sao để chỗ này âm được các bạn? Thì có dấu trừ trước. Dấu trừ đúng không? Vì K nó bị âm mà. Âm của cái này đúng không gì nữa? Bây giờ sẽ K bằng trừ của gì đây? Trị đối của D phẩy chia cho trị đối của D. Đấy. Bây giờ ta thấy này, trường hợp này là vật thật, ảnh cũng thật đúng không? Trong trường hợp của hình 29.14 nhá, là vật thật. Nên đương nhiên là D nó dương. Đúng không? Nên bạn suy được ngay thầy là trị đối của D bằng chính nó. Đấy. Thứ hai là ảnh cũng là ảnh thật. Ảnh thật thì D phẩy nó cũng là dương. Vậy ta có trị đối của D phẩy, phá dấu thầy luôn, nó chính là bằng D phẩy. Bạn suy được ngay thầy luôn là K nó chính là bằng trừ D phẩy trên D. Đấy. Ok chưa? Bây giờ mình thử kiểm tra xem trường hợp ảnh ảo với thấu kính phân kỳ thế nào nhá. Đây. Nào. Với trường hợp lỡ hình tiếp theo là hình 29.15 đúng không? Trường hợp này là vật thật và ảnh ảo, đúng không? Ảnh ảo. Vậy ta nhìn vào đây thầy này, ta sẽ xét cho thầy cái độ lớn đúng không? Độ lớn của cái thằng A phẩy B phẩy chia cho AB. Đấy, độ lớn có độ phóng đại đấy, được chưa? Thì bằng độ dài hình học này, OA phẩy trên OA đúng không? OA phẩy chia cho OA. Thì cái này nó chính là bằng độ lớn của D phẩy chia cho độ lớn của D. Thấy chưa? Nhưng bạn thấy không? Trong trường hợp này ảnh là ảnh ảo và cùng chiều với vật, tức là ảnh vật cùng chiều. Vì trong trường hợp là ảnh cùng chiều đúng không? Ảnh nó cùng chiều với vật. Nên theo cái định nghĩa về độ phóng đại của ảnh là K đúng không? Nó bằng A phẩy B phẩy độ giải đại số chia cho AB. Đấy. Thì nó phải ra bạn nhỉ? Cùng chiều thì K phải dương. Cho K phải dương. Vậy bạn suy được ngay K chính là bằng này luôn. Vậy K chính là bằng trị đối của D phẩy chia cho trị đối của D nha. Bây giờ mình đi phá dấu này. Ở đây ta có được là vật này là vật thật. Thì cái D phẩy ấy, D của chúng ta ấy là dương là bằng chính nó luôn. Ok chưa? Còn cái D phẩy đây là ảnh ảo. Ảnh ảo thì D phẩy nó bén không, và trị đối của D phẩy thì bằng trừ D phẩy. Đúng chưa các bạn? Cái này ta có là vì D phẩy nó bén không, nên nó có trị đối của D phẩy là nó bằng trừ D. Đấy. Như vậy là gì? Cái công thức là K nó bằng trừ D phẩy trên D, nó sẽ dùng được cho mọi trường hợp. Các bạn nhớ nhá, dùng cho mọi trường hợp. Ok cho chỉ cần mình đúng dấu thầy là làm là được hết. Ok cho ạ. Đấy, nhớ thầy nhá. Ok. Và cái qua công thức này thì các bạn có thể mở rộng thêm cho thầy là chúng ta có thể đưa được cho thầy cái công thức tính độ phóng đại K này thông qua, không phải là thông qua D phẩy với D nữa, mà thông qua D phẩy với F hoặc thông qua với D với F. Thì các bạn có thể mở rộng thêm, áp dụng thầy công thức thấu kính 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Thì bạn sẽ có hai xu hướng đưa ra hai cái công thức mới, là các bạn nhân cho thầy cả hai cái này với gì? Với D trước nha, với D trước. thì sẽ là D trên F, đúng không? Bằng D nhân với 1 trên D thì bằng 1 này, cộng với gì nhỉ? D trên D phẩy, đúng không? Vậy sẽ tương đương với là 1 nào. K thì bằng trừ D phẩy trên D, vậy D phẩy trên D bằng trừ K, mà đây người tạo lại thì sẽ là bằng trừ 1 trên K. Ok chưa? Đấy. Tương tự vậy bạn nhân thầy cả hai vế này với D phẩy thì là D phẩy trên F thì sẽ là bằng D phẩy trên D. D phẩy trên D thì cái này bằng trừ K. Còn cái này là D phẩy trên D phẩy thì còn cộng 1. Đấy. Thì các bạn có thể vận dụng thề thêm hai cái này nữa là hai công thức tính K qua D và F, hoặc là qua D phẩy và F. Đây, 1 trên K thì bằng 1 trừ cho cái này. Như vậy là F trừ D trên F, các bạn nghịch tạo lại, đúng không? Thì nó sẽ là gì nhỉ? F chia cho F trừ D. Đấy. Còn công thức ở dưới thì là 1 trừ cho D phẩy trên D thì ra thầy là F, đúng không? Trừ cho D phẩy chia cho F. Đây. Đấy. Thì các bạn có thể dùng những cái này để bạn làm bài tập cho linh động vào. Ví dụ như là đối tượng mà thay đổi về vị trí của vật đối với thấu kính thì bạn dùng công thức ở trên để mình khảo sát cái độ phóng đại K như thế nào. Còn nếu mà liên quan trực tiếp đến cái ảnh thì bạn dùng công thức ở dưới, đúng không? Thường thì người ta hay dùng công thức trên nhiều hơn nhá, là vì nó dễ làm hơn. Là đối tượng bài toán nó cũng thường động chạm đến cái vấn đề là vật nó di chuyển, thì D nó thay đổi, thì bạn dùng cái này bạn xử lý rất là dễ. Ok chưa? Đấy, bạn nhớ thêm thầy cái loại này nhá, thầy bổ sung thêm cho các bạn. Rồi, còn bây giờ chúng ta xem qua thầy một chút về công dụng của thấu kính. Cái này nhiều lắm, thầy nói lướt nhanh thôi nhá. Để cho làm để gì đây? Khắc cái tật cận thị của mắt đây này. Rồi mắt cận này thì dùng kính phân kỳ, đúng không? Mắt viễn, mắt lão này thì là cái này thường là hội tụ này, được chưa? Lưu ý thầy. Kính lốp là kính hội tụ đây này. Mình sẽ tìm hiểu đầy đủ hơn về kính lốp ở trong bài sau, đúng không? Cái khắc pháp phục của mắt các bạn cũng sẽ được học nữa nhá. Máy ảnh này, máy ghi hình, camera đây là thấu kính hội tụ hết, đúng không? Kính hiển vi thì là hệ thấu kính. Khi đó thì ta muốn nâng cao về cái khả năng, đúng không? Cái nâng cao kỹ thuật, đúng không? Hoặc là nâng cao cái chức năng của ứng dụng của khoa học thì người ta thường là ghép các hệ thấu kính với nhau để được cái chức năng cao hơn. Ví dụ kính hiển vi, kính thiên văn là ống nhòm này, là ta cần phải lắp các hệ thấu kính đồng trục như thế nào để ta phù hợp với cái yêu cầu cần của các loại kính này nha. Đèn chiếu này, đúng không? Đèn chiếu, máy quang phổ này, rất là nhiều nha. Ok chưa? Và với vật liệu làm thấu kính ngày càng hoàn thiện nên với công nghệ chế tạo tinh vi, người ta chế tạo được các dụng cụ quang chụp ảnh với chất lượng rất cao, độ phân giải cực cao. Ví dụ như là các bạn thấy điện thoại bây giờ, ngày xưa thì dùng cái máy ảnh, máy ảnh con cóc mua mấy triệu liền thì mới được cái máy ảnh có độ phân giải là 20 megapixel. Bây giờ cái điện thoại như là mấy cái dòng Oppo hay là mấy cái dòng mà selfie đẳng cấp cao ấy, nó lên tới 40 mấy, 50 mấy megapixel luôn các bạn, rất là khủng, rất là nét luôn. Đấy, là do công nghệ thấu kính bây giờ nó ngày càng hoàn thiện mà. Ok chưa? Liên quan vật liệu. Đấy. Rồi, như vậy ta đã tìm hiểu xong cho thầy một cái bài khá là dài, được chưa? Về thấu kính, đúng không? Đấy. Và nó gần như là nó bao gồm rất nhiều bài vào đây rồi, nên các bạn phải chịu khó cày nát lại cho thầy bài này nhé. Sau đó chúng ta cùng thầy sang phần câu hỏi và bài tập vận dụng. Chúng ta có 3 câu hỏi, được chưa? Để các bạn ôn lý thuyết này. Lại hỏi lại lúc nãy thầy nói, đúng các bạn, thấu kính là gì và kể các loại thấu kính. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể tự ghi được cho thầy nhá. Ok chưa? Thấu kính là cái khối chất trong suốt, đúng không? Được giới hạn với hai mặt cầu, đúng không? Đúng không? Hoặc là gì? Một mặt cầu, một mặt phẳng. Và có thể là gì nhỉ? Một mặt cầu lồi và cầu lõm thì cứ vậy, đúng không? Các bạn tự trả lời thầy câu 1 này nhá, được chưa? Định nghĩa thấu kính đây các bạn này, dỡ lại cho các bạn xem luôn. Đề bài này tới 4 tờ 8 trang, cái bài này dài thật, được chưa? Đây các bạn nhá, các bạn ghi thầy chỗ này, ok chưa? Đấy. Không thì bạn nào mà ngại lười không biết lấy đâu ra thì lên trên VietJack mà chép cho thầy. Mà thầy nghĩ là học xong cái này rồi còn cần gì phải chép nữa, đúng không ạ? Tự trả lời được ngay, đúng không? Rồi, mục đích để cho các bạn mình chép lại đấy, bạn một lần chép là một lần ghi nhớ thôi nhá. Kể tên các loại thấu kính, đúng không? Được chưa? Thì có hai loại thấu kính là phân kỳ và hội tụ, nhớ thế thầy. Ok chưa? Đấy. Người ta hỏi là các loại thấu kính thì trả lời thế đơn giản. Ok chưa ạ? Rồi, câu 1 này các bạn nhớ thường xoay cho khoa nhá, có ghi hết cho các bạn rồi. Ok chưa? Đến câu số 2 này. Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật, đúng không? Và minh họa bằng đường truyền của tia sáng trong mỗi trường hợp. Rồi, câu này cũng là câu để nhắc lại cho các bạn. Thì quang tâm ấy thì mọi tia sáng qua quang tâm thì đều truyền thẳng. Được chưa? Các bạn lưu ý thầy nhá. Ok chưa? Đây, thì minh họa luôn. Thầy minh họa rồi các bạn ghi nội dung các bạn tự ghi bằng lời nhá. Đây. Thứ nhất là với thằng Quang Tâm nhé, với Quang Tâm, được chưa? Thì vẽ thầy cái trục chính này, cái thấu kính này, ví dụ thấu kính hội tụ cũng được, ok chưa? Thì Quang Tâm này, đây Quang Tâm O đấy, hay gọi là điểm chính giữa thấu kính cũng được nhé. Tại vì thấu kính là thấu kính mỏng mà các bạn, cái phần rìa nó cũng không dày hơn được đâu, được chưa? Cái phần giữa này nó không dày, nó không quá dày đâu, được chưa? Đấy, các bạn lưu ý. Đâm ra là có thể quay O chính là điểm chính giữa của thấu kính luôn. Thì đặc điểm của nó có tính chất là gì các bạn nhỉ? Nhất quang học là mọi tia sáng, đúng không? Đi qua Quang Tâm O thì đi thẳng. Đấy là thể ôn lại các bạn tính chất. Để cho đi trái đi trên dưới đều được cả các bạn nhé. Đấy đó chính là Quang Tâm. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo là tiêu điểm ảnh. Rồi lại liên quan đến tiêu điểm ảnh đúng không? Thì mọi tia sáng mà tới song song với trục chính đấy, đúng không? Thì tia nó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh, do thấu kính hội tụ. Còn với thấu kính phân kỳ ấy thì nó sẽ là gì? Có đường kéo dài, giao nhau tại đâu thì nó chính là tiêu điểm ảnh. Nhớ thầy nhá. Đây, hội tụ đây. Đấy. Được chưa? Tính chất của nó đây là có chùm song song tới thấu kính đấy. Thì nó sẽ luôn cho chùm tia ló, đúng không? Đi qua tiêu điểm ảnh. Đây chính là ảnh thật F phẩy. Ok chưa? Còn với thấu kính phân kỳ thì sao? Có đường kéo dài rồi các bạn nhỉ? Đường kéo dài. Khi các bạn chiếu chùm song song tới đây, giờ thì cái chùm tia ló, đúng không? Nó có đường kéo dài đi qua F phẩy của các bạn. Đây chính là F phẩy. Đấy, Quan Tâm O vào chỗ này. Ok chưa? Các bạn tự ghi thôi nhá. Ghi thầy là mọi tia sáng song song tới trục chính, đúng không? Thì cho chùm tia ló, đúng không? Hay cho tia ló cũng được, đi qua tiêu điểm ảnh F phẩy, đúng không? Với thấu kính hội tụ đi qua. Còn có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh F phẩy đối với thấu kính phân kỳ nhá. Ok chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Là tiêu điểm vật, đúng không? Lại tiêu điểm vật. Thế lại mọi tia sáng tới mà qua cái tiêu điểm vật F với thấu kính hội tụ rồi đi qua. Đây các bạn. Đây, tiêu điểm vật F đây, nếu đi qua này. Ok chưa? Thì sẽ cho chùm tia ló đi song song với trục chính. Đấy, cái này là F nha, tiêu điểm vật, vật là vật thật, đúng không? Hoặc là với trường hợp là thấu kính phân kỳ thì là có đường kéo dài, có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật F, và trường hợp này là vật ảo. Đây các bạn, là vì nó là đường kéo dài của chùm tia tới, ok chưa? Thì sẽ cho các bạn chùm tia ló cũng đi song song với trục chính. Đấy, ok chưa? Nhớ nhá, trường này là tiêu điểm ảo, vật ảo thầy. Rồi, xong rồi đúng không? Còn gì không? Minh họa bằng đường truyền rồi nhá. Ok rồi. Còn là lời thì các bạn tự viết thầy nhá. Ok, thông cảm thầy cái. Viết nhiều thì mỏi tay lắm. Rồi, tiếp tục nào, câu số 3. Tiêu cự độ tụ của thấu kính là gì? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ. Rồi, cái này thì dễ rồi, cái này thì dễ rồi. Cái này thì chắc là viết ngắn. Viết ngắn nên thầy cũng ngại viết lắm. Thì các bạn tự lấy cũng được nhá. Nào, tiêu cự nào. Tiêu cự là gì các bạn? Tiêu cự F ấy, đúng không? Là đại lượng xác định khoảng cách từ Quang Tâm O đến tiêu điểm F của thấu kính, đúng không ạ? Đây. Thôi thầy ghi cho một câu. Tiêu cự khi gọi là F, thấy chưa? Của thấu kính. Thấu kính nào cũng thế cả thôi, đúng không? Nó là đại lượng. Thế nào? Xác định khoảng cách từ đâu? Từ Quang Tâm O. Ok chưa? Đến tiêu điểm F. Nhớ thầy nhá. Được chưa? Gọi tiêu điểm chính đi. Tiêu điểm trời là tiêu điểm chính nhá. Là vì nó nằm trên trục chính đấy. Chỉ có nhiều bạn lại nhầm sang tiêu điểm phụ là không được đâu. Tiêu điểm chính F. Ok chưa? Của thấu kính. Ok chưa? Đấy, vậy là OF. Đúng không? Nó bằng F, nó quy ước như vậy. Và đương nhiên là sẽ có dấu nhá. OF sẽ có dấu. F là dương, đúng không? Khi là thấu kính hội tụ, được chưa? F là âm nếu thấu kính là thấu kính phân kỳ. Hãy nhớ quy ước dấu thầy cả. Ok chưa? Còn độ tụ nào? Còn độ tụ thôi thì độ tụ, được chưa? độ tụ D của thấu kính, đúng không, là đại lượng. Đặc trưng cho khả năng hội tụ nhé, khả năng hội tụ của chùm tia sáng, đúng không? Của chùm tia sáng. Ok chưa? Đấy. Và đương nhiên là D mà càng lớn thì hội tụ càng mạnh. Các bạn nhớ nhé. Đây. D đấy con càng lớn đúng không? Thì nghĩa là hội tụ càng mạnh. Rồi cái tia sáng lóe ra đấy nó hội tụ tại một cái điểm càng gần quan tâm hơn. Ok chưa ạ? Đấy. Và được xác định bằng nghịch đảo của tiêu cự. Vậy là D bằng 1/F. Đấy. Độ tụ là dương là thấu kính hội tụ, còn độ tụ là âm thấu kính phân kỳ là do F nó có dấu. Các bạn nhớ nhá. Đơn vị nó là DP, đọc là diode, được chưa? Diode. Đọc nhá. Đọc là diode. Nhớ thầy, được chưa? Rồi. Thế là xong rồi nhá. Đương nhiên là đơn vị của DP thì các bạn có thể hiểu theo là đơn vị là mét mũ trừ 1. 1 cm. Như vậy khi tính đơn vị của độ tụ thì cái tiêu cự này phải đổi ra đơn vị chuẩn là mét cho thầy. Rồi chúng ta xong thầy 3 câu lý thuyết rồi. Bây giờ ta sang thầy câu bài tập. Câu số 4 của chúng ta, chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính. Các bạn nhớ là vật thật nhá, vật thật. Đấy. A này là thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ. Cái này ta phải suy xét đây. Câu B, thấu kính phân kỳ luôn tạo chùm tia ló phân kỳ. Cái này các bạn cũng nên suy xét cho thầy. Còn câu C này, ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật. Cái này thì chưa chắc rồi, phải có những trường hợp vẫn sẽ bằng được đấy các bạn ạ. Như vậy là câu C chắc là sẽ sai này. Câu D, cả 3 phát biểu ABC đều sai. Bây giờ tôi kiểm tra thì A và B. Thì với bài này nhá, thì các bạn trong trường hợp với câu A này. Đúng không? Câu A, đúng không? Là thấu kính hội tụ thì sẽ xét trường hợp là thấu kính hội tụ. Tức là cái tiêu cự F của nó sẽ lớn hơn không? Các bạn có thể chứng minh bằng công thức hoặc bằng gì ạ? Bằng hình vẽ cũng được, không vấn đề gì hết. Các bạn chỉ ra trường hợp nó ngược lại với cái đáp án của các bạn chứng tỏ nó sai, được chưa? Đấy. Như vậy là thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ. Chùm tia ló hội tụ sẽ cho ảnh thật đúng không các bạn nhỉ? Còn chùm tia ló mà là phân kỳ thì cho ảnh ảo. Vậy trong trường hợp với thấu kính hội tụ, bây giờ thầy xét cho các bạn một cái điểm vật sáng S. Đúng không? Vật sáng S. Ví dụ như là nó nằm trong khoảng OF. OF. Tức là không nó nhỏ hơn D này, nó nhỏ hơn F này. Ví dụ như vậy. Ok chưa? Thì thầy đã chỉ ra được một điều là D phẩy này nó sẽ âm hay dương, thầy biết ngay. Bạn dùng công thức thấu kính nhá, 1/F bằng 1/D trừ 1/D phẩy, thì bạn suy ra 1/D phẩy bằng 1/F trừ 1/D. Nghịch đáo lại thầy và quy đồng lên thì sẽ là bằng D trừ cho D nhân F, D nhân F. Phải nghịch đáo lại thầy mà, chia cho D trừ cho F. Thế giờ D là nó dương, F nó dương, tử nó dương mà đây D trừ F này là D nó làm thế nào các bạn nhỉ? Trường này là D nó bé hơn F. Đúng không? D bé hơn F. Như vậy là cái mẫu này âm. Đó, mẫu này âm thì suy ra thầy cái này nó sẽ âm. Đó. Vậy suy ra S phẩy của chúng ta đấy, nó là ảnh gì nhỉ? Nó là ảnh ảo. Đó, ảnh ảo. Tức là cái chùm tia ló của các bạn đấy là chùm phân kỳ. Chùm tia ló là phân kỳ trong trường hợp này. Như vậy đây nó bảo là hội tụ thì nó không đảm bảo đúng được tất cả rồi. Ok chưa? Vậy đương nhiên là A chưa chính xác, vậy A sai. Đấy. Rồi, thế còn trường hợp ở câu B thì sao nhỉ? Thấu kính phân kỳ luôn tạo chùm tia ló phân kỳ. Và đây là vật thật nhé, vật thật. Thế các bạn đã biết rõ về thấu kính phân kỳ rồi. Nếu bạn dùng công thức thì F này nó sẽ là âm này, đúng không? Và đồng thời là mình đang xét một cái vật bất kỳ đi, đúng không? Một cái địa vật sáng S, đúng không? Nó sẽ nằm trước thấu kính. Trước thấu kính. Tức là trong trường hợp này là vật thật thì D nó dương rồi, đúng không? Đấy. Thì các bạn thấy ngay thầy là khi nó D phẩy là âm hay dương. Ta có D phẩy này bằng gì? Vẫn công thức trên đúng không? D nhân với F ta chia cho D trừ cho F. Đấy. Thế giờ cái tử này của chúng ta là âm hay dương các bạn? D với F là trái dấu nhau thì cái tử này là âm. Thế cái mẫu này của các bạn này là D trừ cho F. Đó, D trừ cho F. Vậy là suy ra có thể một điều là F thì bị âm, trừ với trừ thành cộng. Mà D nó cũng dương. Vậy là mẫu nó âm, mẫu nó dương. Mẫu dương mà tử lại âm thì cái này sẽ bén không? Đó em bé không? Vậy ta suy được ngay thầy là S' của chúng ta nó luôn là ảnh ảo. Thì với thấu kính phân kỳ bạn thấy không? Nằm ở chỗ nào chăng nữa chỉ cần vật thật chứ thấu kính luôn luôn cho ảnh ảo. Để cho là vì D' là bé không này. Đúng không? Như vậy suy ra một điều thầy là chùm tia ló. Đúng không? Nó cũng là phần gì đây? Nó là phần kỳ. Đó là phần kỳ. Ok chưa? Vậy đương nhiên là trong trường hợp này là câu B là đúng này. Đúng không? Câu B đúng này. Được chưa? Đấy, tức là thấu kính phân kỳ luôn tạo chùm tia ló phân kỳ. Cái này đúng. Được chưa? Là vì đây là vật thật. Đấy, vật thật. Như vậy suy được ngay thầy là B đúng. Đó, đúng với mọi trường hợp rồi đấy. Ngon lành chưa? Đấy. Thì bạn chọn ngay thầy B. Còn C là sai rồi. A sai rồi nhưng mà B thì không sai. Vậy nên là D nó sẽ bị sai. Vậy chọn B thầy nha. Còn các bạn nào mà muốn kiểm tra cẩn thận hơn này thì cái trường hợp mà ảnh của vật tạo bởi thấu kính mà lại cho ảnh bằng vật để ta phản chứng lại cái này thì các bạn có thể xét cho thầy với trường hợp ví dụ như là trường đặc biệt mà trong cái tính chất trong sách giáo khoa đưa cho các bạn đây là một cái vị trí đặc biệt là cái vị trí của trường hợp ví dụ là thấu kính hội tụ, là vì ảnh thật là thấu kính hội tụ mà F nó dương đúng không, và đồng thời là F D, D của các bạn đấy, cái vị trí của vật là D nó bằng 2F, nó gấp đôi. Bây giờ tức là chỗ này này, trong cái hình này bạn này, chỗ này luôn này, đấy cái vị trí yêu chúng ta đấy. Thì các bạn suy được ngay thầy là D phẩy này bằng gì nhờ? D nhân với F chia cho D trừ cho F. Các bạn thay D bằng 2F vào thầy thì 2F chia cho F thì nó bằng 2. D phẩy là bằng 2F. Ok chưa? Đấy, bạn suy được ngay thầy là cái K là bằng trừ D phẩy trên D là độ phóng đại của ảnh. Thì nó ra là âm mấy? Âm 1. Như vậy nó ngược chiều đúng không? Ảnh nó ngược chiều với vật. Ảnh nhá, ảnh ngược chiều. Là vì vật thật mà thì ảnh thật đúng không? Ảnh thật vật thật thì đương nhiên là ảnh ngược chiều với vật rồi. Ok chưa? Và đồng thời là gì? Độ lớn bằng đúng không? Ví dụ như là A, độ lớn của AB thì chính là bằng độ lớn của A' B'. Đấy, thì trường hợp này là cho ảnh bằng vật đây này, ảnh thật bằng vật đây mà nó bảo là không thể. Như vậy là câu C này là câu sai. Đúng chưa? Đấy. Còn các bạn có thể minh chứng ở câu A, câu B sai bằng cách là vẽ hình nữa. Vẽ hình nữa thầy. Nhưng mà thầy đã vẽ cái này nhiều rồi, phần trước rồi, các bạn tự kiểm tra lại nhá. Thầy không vẽ đâu, nó bắt tội thầy vẽ được chưa? Vẽ nhiều lắm rồi, mỏi tay lắm. Các bạn tự khó xem lại là cái phần hình vẽ nhá. Ok chưa? Đấy, còn đây thầy đã chứng minh để cho các bạn vận dụng luôn cách dùng công thức thấu kính và cách xác định dấu các đại lượng trong công thức này như thế nào. Được chưa ạ? Rồi. Vậy là xong thầy câu số 4 nhá. Là chúng ta chọn B thầy. Các bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số 5. Chúng ta cùng thầy sang câu số 5. Một vật sáng đặt trước một thấu kính trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng 3 lần vật. Các bạn lưu ý nhé. Và cái thấu kính này người ta không nói rõ chúng ta là thấu kính loại gì đúng không các bạn? Đấy. Đồng thời là ảnh này này, nó cho chúng ta có kích thước là lớn hơn vật 3 lần nhá. Như vậy ảnh lớn hơn vật các bạn ạ. Như vậy đoán được ngay thầy đây là thấu kính gì? Thấu kính hội tụ. Và ảnh này là chúng ta cũng chưa biết được là ảnh thật hay ảnh ảo. Các bạn lưu ý nhá. Đấy, là vì trong trường hợp mà cho ảnh đúng không mà lớn hơn vật thì chỉ có thấu kính hội tụ thôi các bạn ạ. Nhá, còn thấu kính phân kỳ ấy thì vật thật trước thấu kính phân kỳ thì sẽ cho ảnh ảo. Cái hình vẽ các bạn xem rồi đúng không? Bạn hiểu được ngay, được chưa? Đấy, như vậy đọc đề mình khai thác ngay thầy thông tin luôn để mình sẽ tận dụng tiết kiệm thời gian cho phần sau luôn này. Rời vật lại gần thấu kính một đoạn, ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng 3 lần vật. Các bạn thấy chưa? Như vậy có thể kết luận gì về loại thấu kính này? A là thấu kính hội tụ, B là thấu kính phân kỳ. Phân kỳ là loại ngay thầy nhá, không thể được đúng không? Hoặc là câu C cũng loại luôn thì không thể có chuyện cả hai thấu kính thì được. Đấy. Và câu D không kết luận được vì giả thiết của hai ảnh bằng nhau là vô lý. Như vậy là câu D này cũng là không chính xác. Chúng ta cứ tự kết luận được nó thấu kính hội tụ mà. Vậy bài này chưa hỏi chúng ta là liên quan đến thấu kính loại gì thôi thì chọn ngay thầy đáp án nào các bạn? Đáp án A. Đúng không? Vậy câu này rất là nhẹ nhàng nha. Đấy. Câu 5, như vậy là chọn ngay thầy A. Là vì ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ thì sẽ luôn nhỏ hơn vật chứ không thể lớn hơn vật được. Trong trường hợp này lớn vật thì nó chắc chắn là thấu kính hội tụ. Các bạn chỉ cần giải thích như vậy thầy thôi nha. Được chưa? Bạn giải thích cho thầy là vì ảnh đúng không? Tạo bởi thấu kính phân kỳ đúng không? Được chưa? Tức là ảnh của vật thật đấy. Ảnh của vật thật. Là điểm sáng là vật thật rồi đúng không các bạn nhỉ? Tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn là ảnh ảo đúng không? Luôn là ảnh ảo và gì? Và nhỏ hơn vật và nằm gần thấu kính hơn cả vật cả, các bạn nhớ nhá, nhỏ hơn vật. Như vậy thì trong trường hợp này chưa hỏi thấu kính gì, chọn ngay thấu kính hội tụ là ngược lại là đúng, đúng chưa? Còn tại sao lại có hai ảnh Và khi các bạn dịch chuyển như này, đúng không? Vị trí mới, vị trí cũ thì ảnh này, đúng không? Nó vẫn bằng 3 lần vật. Thì vậy trong trường hợp sẽ có một trường hợp là ảnh thật, còn một trường hợp nó là ảnh gì các bạn nhỉ? Là ảnh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ. Đấy. Vậy thì cái câu đấy là nó sẽ dùng cho cái phần bài tập sau. Vậy ta sẽ để ý sau nhá. Còn trong bài này ta trả lời ngay thầy là thấu kính hội tụ, chọn A. Còn bây giờ các bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số mấy nhỉ? Sang câu số 5. À câu số 6 đúng không? Câu số 6. Đây, các bạn thấy không? Cái thông tin ở câu số 5 sẽ được tiếp tục cho câu số 6. Đây, nó tiếp theo bài tập 5 này. Cho biết đoạn rời vật là 12 cm. Hỏi tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu trong 4 đáp án? A là 10 mấy đây? -8 cm. Âm 8 này là thấu kính phân kỳ, nó có giá trị âm đúng không các bạn? Vậy ta loại ngay cho thầy thằng A này luôn, không chọn A nữa, đúng không? Thằng C các bạn loại ngay thầy là cũng là âm, được chưa? Đấy, còn thằng D này thì không thể một giá trị khác cái gì rồi ta để kiểm tra tới câu B thì 120 cái này sẽ đúng, đúng không? Nếu như chúng ta mà bạn nào mà bất đắc dĩ đúng không? Mà không biết cái chọn nào ấy, thì ta 50-50. Thì bạn chọn ngay thầy là B. Thường là như vậy thôi. Chứ còn cái việc mà có một giá trị khác thì cũng ít khi gặp lắm, đúng không? Nhưng ta cũng không được chủ quan như vậy. Bây giờ thầy đã đưa ra các bạn kết quả chính xác tại sao lại là B bằng là tiêu cự là 18 nhá. Rồi. Như vậy đây ta lưu ý thầy một chút, mình đã biết được đó là thấu kính hội tụ rồi thì mình sẽ xử lý đối thầy luôn như thế này. Thấy chưa? Thứ nhất, bài cho ta đó chính là thấu kính hội tụ, mình đoán được ngay rồi với thông tin như bài 5, không biết ngay đó chính là thấu kính hội tụ. Ok chưa? Đấy. Thế trong trường hợp là vật AB, ta lấy một cái vật AB thế này, đúng không? Trong trường hợp là nó sẽ cho ảnh thật đi, đúng không? Mình cho ảnh thật trừ 1 nhé. Là vì trong trường này bạn xem coi là nó dịch chuyển đây bạn này, nó rời vật lại gần thấu kính một đoạn, lại gần thấu kính thì nó sẽ xu hướng là sẽ dễ cho ảnh ảo hơn, còn đi ra thấu kính thì xu hướng để cho ảnh thật, đúng không? Mà trong trường này thầy bảo các bạn rồi, ảnh trong trường hợp sau khi di chuyển nó cũng có gì đây ở vị trí mới, đúng không? Bằng 3 lần, đúng không? Khi vật vị trí mới nó vẫn bằng 3 lần vật. Như vậy chứng tỏ là một cái là thật, một cái là ảo. Vậy trong trường hợp lại gần đến này nó là ảo, còn trong trường hợp mà lúc đầu vậy nó là thật các bạn nhá, lại thật. Đấy, là vì mình càng lại gần thì nó càng đi vào trong cái khoảng tiêu cự OF bên này, được chưa? Thì nó càng dễ cho ảnh ảo, được chưa? Đấy, khi đã ảnh ảo với toàn vật, đúng không? Toàn vật thì mới có thể gấp 3 lần vật được như nào. Rồi bây giờ ta sẽ làm luôn cho thầy như sau. Như vậy trường hợp 1 của chúng bạn lúc đầu nha, lúc đầu là AB nên sẽ cho các bạn là ảnh thật nhé, AB này, đúng không? Qua thấu kính. Ok chưa? Nó sẽ cho A1B1. Đấy, và A1B1 này thầy sẽ khẳng định được nó là ảnh thật rồi. Lúc đầu nó sẽ là ảnh thật. Tại vì lúc đầu nó xa thấu kính hơn mà. Ok chưa? Mà là ảnh thật thì đương nhiên nó sẽ là gì bạn nhỉ? Là ngược chiều. Tại vì là thấu kính hội tụ mà. Ảnh thật thì ngược chiều với vật, đúng không ạ? Ok chưa? Đấy, nếu các bạn suy được ngay thầy chúng ta nên dùng cái gì liên quan đến các công thức thấu kính các bạn? Chúng ta nên dùng độ phóng đại. Là vì sao nhỉ? Vì nó cho ta là ảnh nó gấp 3 lần vật thì mình sẽ tận dụng ngay thầy cái công thức liên quan đến độ phóng đại của ảnh, đúng không? Thì ta sẽ dùng cho thầy cái số độ phóng đại là K. Thì K trong trường hợp này các bạn sẽ dùng cho thầy là K1. K1 này là âm, đúng các bạn nhỉ? Âm, bằng âm mấy luôn? Bằng âm 3. Đó, bạn lưu ý nhá. Đấy, là vì ảnh nó ngược chiều với vật thì bạn dưới thầy là giá trị K nó âm. Còn ảnh mà cùng chiều vật thì K là dương. Ok chưa nào? Đấy. Rồi K bằng âm 3 mà ta biết công thức của K rồi, đúng không? Nó sẽ là bằng trừ D phẩy trên D. Trong trường hợp này là ứng với vị trí 1 thì thầy sẽ gọi là D1, D phẩy 1 trên D1 nhá, D phẩy 1 trên D1. Các bạn thấy chưa? Đấy. Và bạn nào mà nhớ nhanh được thầy cái công thức phản xạ luôn ra cái mối quan hệ của F và D, đúng không? Vì sao nhỉ? Là vì đây nó di chuyển vật, di chuyển vật các bạn nhá. Thì ta nên dùng cho thầy một công thức mà thầy dạy các bạn ở phần trước ấy, đó chính là F, đúng không? Công thức tính độ phóng đại K qua tiêu cự và qua gì nhỉ? Qua khoảng cách từ vật tới thấu kính là F chia cho F trừ D1. Đấy, các bạn biết cái này không? Đấy nha, bạn nào quên nha thầy lại mắc công thể viết lại đồng tí này. Các bạn là từ công thức thấu kính là 1 trên F không? Bằng 1 trên D cộng 1 trên D phải chưa? Bây giờ mình đang cần là biểu diễn K qua D và F, đúng không? Thì ta phải khử thẳng D phải lên đi. Thì bạn nhân cả hai vế này với D thầy lên thì ta có được D trên F, đúng không? Sẽ bằng 1 này. D trên D phải thì chính là bằng trừ 1 trên K. Các bạn nghịch đảo lại thôi mà. Đây. Thì bạn suy được ngay thầy K là gì nào? 1 trừ cho cái này bằng nghịch đảo lại thì không phải là bằng F, đúng không? Chia cho D trừ F à? Đây. Đấy, mà dùng cái này cho về nhanh. Bây giờ các bạn làm nhiều các bạn sẽ nhớ được cái này thôi nha. Nhưng mà trước khi nhớ thì phải hiểu tại sao có nó đã. Ok chưa nào? Rồi. Bây giờ mình để nguyên thầy cái này. Còn nếu bạn nào mà thích thì thay luôn chỗ bằng âm 3 này. Các bạn giải cho thầy qua mối quan hệ của D1 với F đã nha. Nào nhân chéo giúp thầy nhỉ. Là trừ 3F cộng 3D1 nó sẽ ra bằng F. các bạn suy được ngay thời điểm 1 bằng 4F. Đấy, như vậy lúc đầu là xa đúng không? Gấp 4 lần tiêu cự. Ok chưa? Rồi, đặt cái này là 1 thầy nhá. Tương tự nào, chúng ta lại cho trường hợp sau là trường bánh ảo đúng không? Trường hợp sau. Đấy chưa? Đấy. Thì AB đúng không? Nó lại cũng cho qua thấu kính. Được chưa? Và AB này cách thấu kính một đoạn là D2 các bạn nhá. Nó sẽ cho ảnh là ảnh A2B2. Và A2B2 này sẽ là ảnh ảo các bạn nhá, là ảnh ảo. Ok chưa? Và ảnh ảo thì chứ là cùng chiều với vật rồi. Đấy, mình làm này cho nó ngắn, nó nhanh, được chưa? Đấy, thì cái này sẽ ứng với giá trị là D2. Được chưa nào? Và lưu ý là khi đó K, độ phóng đại K của chúng ta là K2. K2 này vẫn là bằng gấp độ ảnh thì nó kích thước nó gấp 3 lần. Nhưng mà khi viết theo độ phóng đại ấy, thì sẽ là bằng dương 3 là vì đây là ảnh ảo các bạn nhé. Còn ảnh thật. À còn nó cùng chiều các bạn chứ. Còn cái trường hợp là ảnh ngược chiều bạn dùng dấu K là âm. Ok chưa nào? Sau đó mình thay thầy cái này bằng gì các bạn nhỉ? Dùng ngay thầy công thức là trừ D2 phẩy chia D2. Bây giờ mình đang cần chuyển về cái vị trí thì bạn dùng có thể là F cũng chia cho F, nhưng F này là F trừ D2 là vì vị trí mới rồi. Các bạn này ứng với D2 này. Ok chưa? Đấy. Bạn đã suy được ngay thầy luôn là khi đó D2 bao nhiêu nào? Nhân chéo thầy lên 3F trừ 3D2 thì bằng F. Vậy ta suy được ngay thầy là D2. Đúng không? Nó sẽ là bằng bao nhiêu đây nhỉ? Thử xem nào. Thầy lại nhẫm chậm chỗ này đấy nhỉ? 3F trừ cho F thì còn 2F. Đúng không? 2/3. Như vậy lúc nhỏ tiêu cự cho các bạn nằm trong khoảng tiêu cự chưa? Đấy. Là thông tin thứ hai của các bạn. Được chưa? Và đây là gọi cái này là 2. Thế giờ bài cho các bạn là gì nhỉ? Cái đoạn rời của vật là 12. Các bạn đã rời từ xa xa lại gần đúng không? Thì cái hiệu của D1 trừ D2 chính là 12. Tức là lấy hai cái này trừ nhau. Vậy ta lại có này. Từ 1 và 2. Các bạn suy được ngay thì là D1 trừ cho D2. Được chưa? Bằng 4F trừ cho 2/3F. Mà đề bài cho này bằng 12 cm. Các bạn suy được ngay thầy giá trị của F luôn nhá. Rồi các bạn nhẩm như thầy luôn nào. Đây là 4 trừ cho 2/3 12 là 10/3, 36 mà chia cho 10 thì thế nào? 34 là 12, 12 trừ 2 10/3F thì bằng 12, 12 x 3 là 36. Đúng không? 36 mà chia cho 4. Đúng không? Đúng nhỉ? À đâu? 36 trên 10 dạ sợ F là bằng 3,6 à? Chúng ta nhầm chỗ nào không nhờ? Thầy xem nào. D1 bằng 4F này, xem lại chỗ này có thể có nhầm không nhá. Ồ, tôi chết rồi. Đây là 4/3 thì còn chưa chia cho 3. Chưa chia cho 3 nhá. Ok, may quá, thầy phát hiện sớm không nguy hiểm. Đây. Như vậy chỗ này là 4/3. Đấy. Rồi như vậy 4/3 chia 2/3 là bằng 2/3 là 12 là 3 là 36, 36 chia 2 bằng 18. Đúng rồi, F bằng 18 cm. Đấy. Ok chưa? Như vậy đúng với đáp án B. Đấy, vì thầy thấy đáp án B là 18 mà thầy tính ra không ra 18, thầy nghi ngờ tính sai, vậy kiểm tra ngay. Được chưa? Đấy, bị nhầm một chút chỗ này các bạn nhá. Ok. Rồi, phương pháp làm là như vậy, các bạn lưu ý thầy bài số 6 này. Vậy chọn B thầy. Ok chưa? Đấy, các bạn có hạn chế nhẩm chỗ này nhá, ta nên viết nhân cẩn thận ra nếu ta chưa nhẩm tốt được. Được. Nhẩm nhiều quá nó rất dễ loạn đấy. Chúng ta tiếp tục cùng thầy sang câu số mấy nhỉ? Câu số 7 luôn. Câu số 7 của chúng ta, xét thấu kính hội tụ lấy trên trục chính các cái điểm Y và Y' sao cho OI bằng 2OF. OI' bằng 2OF'. Đây các bạn này. Ở hình 29.17 của chúng ta đây, đúng không? Đây là thấu kính hội tụ, trên trục chính ta có các điểm IF, F', Y'. Và nhớ thầy là F là trung điểm của IO, F' cũng tương tự như vậy là trung điểm của OI'. Và bài yêu cầu ta là về ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là vật AB, vật thật đấy, ở ngoài đoạn OI, tức là ở phía khoảng cách lớn hơn 2 lần tiêu cự đúng không các bạn nhỉ? Thì IO chính là bằng 2F mà. Đấy. Tiếp tục là trường hợp vật đặt tại Y. Đấy, tương tự cho hai trường hợp còn lại là vật trong đoạn OF, đoạn FI trước rồi đoạn OF sau. Cái bài này cũng chỉ là cái bài mà các bạn vẽ lại hình ảnh như thế thôi đúng không, để ta nhận xét lại cái gì nhỉ, cái đặc điểm của ảnh tạo bởi vật trước thấu kính hội tụ theo các khoảng cách mà nó tạo ra ánh thật, ánh ảo hoặc là ánh bằng vật, mà chính là cái bảng tóm tắt mà các bạn đang xét trong cái trường hợp sách giáo khoa họ cho các bạn ở trang 186 này, thấy chưa? Thì sách giáo khoa này cho các bạn luôn về cái gì nhỉ? Về cái tính chất, độ lớn và chiều của ảnh so với vật trong các trường hợp mà vị trí của vật đặt cách thấu kính một cái khoảng tương ứng cho trước. Thì bây giờ các bạn sẽ được vẽ lại và kiểm chứng lại thầy cái bảng này nhá. Đây. Giờ thầy bắt đầu vẽ cho các bạn luôn. Coi như là chúng ta cùng thầy ôn tập lại cái cách vẽ ảnh, đúng không? Tạo bởi thấu kính. Đặc biệt là trong trường này là thấu kính hội tụ với các cái vị trí khác nhau để xem coi là ảnh nó như thế nào nhá, và mình có thể là ghi nhớ lại được cho thầy cái tính chất này để vận dụng tốt cho thầy các bài tập trắc nghiệm mình phản xạ ra luôn mà không cần phải ngồi vẽ lại cho mất thời gian nhá. Nào, rồi bạn vẽ với thầy luôn. Nay thầy dùng cái thước để cho nó mượt mà tí nha. Là chúng ta sẽ vẽ thầy trong trường hợp đầu tiên, đó chính là trường hợp là vật nó nằm ở ngoài đoạn OF, đúng không? Các bạn vẽ cái thấu kính hội tụ của thầy. Các bạn vẽ thước lâu thật đấy. Đây, thấu kính hội tụ của các bạn đây. Rồi, các bạn đo thầy các khoảng tiêu cự tương ứng ra nha. Ví dụ đây thầy lấy tiêu cự của nó là 1,5 để cho nó xa tí cho dễ nhìn. Được chưa? Đây. Đấy, chia này ra thầy tiêu cự là 1,5. Đấy, rồi. Bây giờ mà các bạn mới đặt cho thầy này, quan tâm này. Thế là tiêu điểm gì bạn nhỉ? Thế là tiêu điểm vật, đúng không? Còn đây là tiêu điểm ảnh này, được chưa? Đấy, ảnh này chính là tiêu điểm ảnh thật đấy, đúng không ạ? Tương tự như vậy, xét thêm một cái điểm nữa là điểm Y này. Còn điểm này là điểm Y phẩy. Rồi, bây giờ trong trường hợp là gì các bạn nhỉ? Vật của chúng ta ở ngoài đoạn OF nhé. Trường hợp 1 là vật thật, được chưa, ở ngoài đoạn OI chứ, như vậy là phải lớn hơn vật, lớn hơn 2 lần tiêu cự. Đấy, bây giờ các bạn vẽ thành một cái vật sáng AB đi. Vật sáng AB này chúng ta có thể lấy thầy là một vật sáng AB vuông góc với trục chính. Đây các bạn, đây vật sáng AB của chúng ta. Đấy, thế giờ muốn vẽ được ảnh, đúng không, thì ta sẽ cần vẽ ảnh của điểm B thôi. Tại sao bạn sẽ hạ vuông góc tới trục chính là ra được ngay ảnh của vật AB qua thấu kính này. Thì các bạn vẽ thầy 2 trong 3 tia đặc biệt nhé, 2 trong 3 tia đặc biệt. Thì thầy sẽ dùng cho các bạn tia đầu tiên, đó chính là cái tia đi song song với trục chính. Đấy, thì cái tia này là cho các bạn tia ló, đúng không, đi qua tiêu điểm, đúng không, tiêu điểm này là tiêu điểm ảnh, các bạn nhớ nhé, ta đi qua F' đấy. Đây. Đấy, đúng với tính chất của đường đi của thấu kính, của tia sáng tới thấu kính hội tụ, đúng không? Đây, thầy gọi cái điểm tới này là điểm G. Đấy, BG, ok chưa? Rồi, tia thứ hai của các bạn đấy là tia đi gì nhỉ? Qua quang tâm. Thì tính chất của nó sẽ là đi gì nhỉ? Nó sẽ đi thẳng, đúng không? Nó sẽ đi thẳng. Đây các bạn. Đấy, ok chưa? Thì sao nhỉ? Nó sẽ cắt nhau tận đâu, đúng không? Thì đó chính là ảnh B phẩy, và B phẩy này là ảnh thật. Được chưa? Và các bạn hạ vuông góc với trục chính của thấu kính thì bạn đã ra được ngay thầy, đó chính là ảnh A phẩy B phẩy, đúng không, của gì, của vật AB qua thấu kính. Và đây là ảnh thật các bạn nhé, ảnh thật này nó ngược chiều với vật. Các bạn thấy ngay thầy là gì, kết luận thầy trong trường hợp này ảnh thu được, đúng không, là ảnh thật đấy, được chưa, ngược chiều, được chưa. Và gì các bạn nhỉ, nhỏ vật, đúng không, là vì cái điểm giao này bạn thấy này nó còn chưa ra khỏi được điểm Y, tại vì nếu nó bằng tại Y phẩy thì nó là có kích thước bằng vật nhưng nằm ở bên trong, nên đương nhiên là sẽ nhỏ hơn vật nha, được chưa. Đấy, như vậy là vật càng ra xa thấu kính, đúng không, từ Y mà càng trở ra xa thì nó lại càng gì nhỉ, nó càng nhỏ các bạn nhá. Đấy, nhỏ hơn vật, kích thước nhỏ hơn vật. Đấy, các bạn có thể kiểm tra sau này, các bạn cho AB là bạn kéo dài sang bên này, các bạn cho AB sang bên này đi thì cái tia song song này nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, đúng không ạ. Và cái tia ló này nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà khi đó cái tia thứ hai đấy là cái tia đi qua quan tâm O, bạn thấy không, nó sẽ bị hẹp dần đi. Đây này, nếu bạn kéo ra xa hơn này, bạn cho B đến đây, thế ra cái đường đi nó xa hơn chưa, xa hơn đấy, thì rõ ràng là cái tia tới BO ấy nó sẽ càng gần trục chính hơn. Do vậy là gì, cái điểm cắt với cái tia ló của cái tia song song ấy thì nó sẽ gì nhỉ, nó cũng càng gần trục chính hơn, và cái đó kích thước của ảnh A với phải nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn lưu ý nhé. Như vậy là vật nó lớn hơn 2F và càng dịch chuyển ra xa thì ảnh của nó lại càng nhỏ, nhưng dù sao nó vẫn là ảnh thật. Các bạn lưu ý thầy. Đến một lúc nào đó nó ra xa vô cùng nhé các bạn nhé. Ra xa vô cùng, được chưa? Thì có thể coi như là gì nhỉ? Cái ảnh ấy nó gần về với F ở đây, chứ là F phải, chứ là tiêu điểm ảnh thật của thực thí hội tụ đây các bạn này, lưu ý thầy. Đấy. Rồi, tương tự như vậy các bạn lại vẽ tiếp cho thầy các trường hợp tiếp theo là trường hợp vật đặt tại y, đúng không? Vật đặt tại y. Rồi, cái này thì các bạn có thể dùng thước các bạn tự vẽ thầy được đúng không? Vật thật. Thì cái này vẽ tương tự như trên thôi mà. Chỉ khác là cái vị trí của nó là thành vị trí là trùng với y thôi. Được chưa? Đấy. Thì cũng với cái hình trên, được chưa? Đây cũng với cái hình trên. Các bạn cũng vẫn lấy kích thước y hệt ở trên thầy để bạn so sánh cho nó dễ nhá. Đây vẫn là vị trí này là vị trí của thấu kính, được chưa? Mình vẫn giữ nguyên cái vị trí của thấu kính ở đây thầy. Đấy. Và cái kích thước về tiêu cự, khoảng cách về tiêu cự thì người ta vẫn giữ y hệt cho thầy với cái thông số là 1,5 trên tờ giấy của các bạn, 1,5 cm. Ok chưa? Đây sẽ là y, f, o, f phẩy đúng không? Và y phẩy. Đấy. Bây giờ vật AB ấy là nó đặt tại đâu? Nó nằm thử xem nào, đặt tại y, không? Đặt tại y luôn. Và kích thước của vật AB nãy thầy lấy là tầm khoảng bao nhiêu đây? Khoảng 0,7 đúng không? 0,7. Đây cũng thầy cũng sẽ lấy 0,7. Để cho các bạn tiện so sánh thôi mà. Đấy. Đấy. Như vậy là A trùng với B đây nhá. À, A trùng với Y. Đây là vật AB. Rồi, các bạn cùng vẽ thầy cái đường đi của tia sáng nào. Thứ nhất là vẽ xuất phát từ B, ta vẽ một tia song song với trục chính. Đấy. Ok chưa? Thì nó sẽ cho chúng ta cái tia ló đúng không? Đi qua F phẩy. Vẽ mấy lần để nhớ hết cho thầy cái tính chất của các tia sáng đối với thấu kính hội tụ luôn. Đây là tới điểm G. Được chưa? Đấy. Còn tia BO thì sẽ cho tôi ló đi thẳng các bạn nhé, đi thẳng. Đây, như vậy đây thầy vẽ bị lệch một chút thôi, nếu còn nó chính xác thì nó sẽ nằm tại đâu? Đây các bạn. Đây. Đây nó sẽ nằm, cái điểm hình chiếu này sẽ nằm ngay tại B, tại điểm Y phẩy nhá, trùng với Y phẩy luôn. Vậy đây sẽ là B phẩy, nó sẽ trùng với Y phẩy ở đây. Đấy. Được chưa? Còn đây là A phẩy của các bạn. Là vì các bạn có thể dùng hình học bạn chứng minh được thôi. Là vì cái này nó nằm cách thấu kính một khoảng là bằng 2F này, 2F đúng không ạ? Giờ các bạn dùng công thức thấu kính bạn suy được ngay D phẩy nó cũng sẽ bằng 2F. Bây giờ hai này, hai tam giác bằng nhau thì cạnh này bằng cạnh này. Được chưa? Đấy, đồng thời là AO cũng sẽ bằng gì đây? AO bằng OB, OB phẩy, mà AO chính là bằng IO bằng 2F thì đương nhiên là B phẩy với trùng với Y phẩy. Đấy. Như vậy trong trường hợp này thì mình sẽ thấy thể là gì, nó là một chuyện đặc biệt đúng không? Thì ảnh nó cũng là ảnh thật thôi. Ảnh là ảnh thật. Cũng là ngược chiều đúng không? Ảnh thật cũng ngược chiều. Nhưng trong trường hợp này kích thước của nó đấy thì là kích thước bằng vật. Thấy chưa? Độ lớn của ảnh thì bằng vật. Đúng không? Và đồng thời là vật này đặt tại đâu các bạn nhỉ? Vật sẽ cho ảnh nằm tại đâu? Nằm tại Y phẩy luôn. Các bạn nhớ nhé. Đấy, tức là ảnh nằm tại Y phẩy cũng được. Ok chưa? Đấy. Rồi tiếp tục xét thầy trường hợp tiếp theo là trường hợp số 3 là trường hợp vật thật nằm trong đoạn FI, tức là nó có khoảng cách nhỏ hơn tiêu cự của thấu kính. Để xem nó cho ảnh gì nha. Rồi lại vẫn vẽ thầy đấy, này mấy cái này vẽ ngại thật đấy. Đây. Đấy, các bạn vẫn giữ thầy các thông số F bằng 1,5 cm theo như cách vẽ trong sách xem như mình lấy trên tờ giấy nhá. Quan tâm ô, đây là F của chúng ta. Đấy, F phải của chúng ta. Hai cái này vẫn là quan trọng nhất. Là vì qua hai cái này bạn mới vẽ được cho thầy cái đường đi của tia ló. Được chưa ạ? Còn đây vẫn là Y phẩy của chúng ta. Nào bây giờ là cho thầy một cái vật AB nó lại có kích thước là bằng 0,7. Nó nằm trong khoảng gì các bạn nhỉ? Nằm trong khoảng OF nhé, OF. Ví dụ như là bài cho nằm trong khoảng nào, đọc lại đề cho nào. FI, trời ơi. OF là ở phần D cơ nhá. Rồi phần C của chúng ta là phần số 3 đấy, là FI. Như vậy là chỗ này. Rồi ta lấy thêm một cái vật kích thước là 0,7. Trong trường này nó vẫn cho gì đây? Nó vẫn cho ảnh thật các bạn nha, là vì nó có khoảng cách tới thấu kính là nó lớn hơn F, nó ngoài khoảng tiêu cự thì vẫn cho ảnh thật thôi. Được chưa? Rồi xem có ảnh thật trong trường hợp này nó có kích thước thế nào so với vật nhá. Đây, vẽ thầy cái đường song song. Đấy. Thì cái tia song song là bạn thấy không? Nó gần như là nó lúc nào nó cũng thế thôi, nó cũng giữ nguyên cho các bạn đúng cái phương cái hướng như lúc đầu. Nó không có gì thay đổi cả, đúng không? Vẫn đi qua cái gì đây, vẫn đi qua F vậy. Đấy. Nhưng cái thằng đi qua O này thì nó sẽ bị xa gì đấy, cho tia ló rời xa gì các bạn nhỉ, rời xa trục chính hơn. Chính vì vậy mà ảnh ấy nó sẽ lớn hơn vật. Đây. Đây, ảnh nó mãi ở đây cơ, đúng chưa các bạn? Có kích thước lớn vật rồi đây. Vì nó là ảnh thật nên các bạn sẽ dùng thể nhất đứt, đúng không ạ? Đây chính là B phẩy. Đây chính là A phẩy. À đây là B phẩy. Ôi thôi chết rồi. Thì mấy cái chút thì lại vẽ lộn cho các bạn rồi, đây là B phẩy. Đây là A phẩy, mấy cái chút thì ký hiệu bị lộn rồi. Cái này bị ký hiệu lộn rồi, đây là B phẩy. Đây là A phẩy. Đấy, các bạn chỉnh lại thầy chút là được, không sao đâu nhá. Còn cái trên thì đúng rồi, vẫn nhớ là B phẩy thầy cứ nói nhầm ra A phẩy. Ok chưa? Rồi. Thế bây giờ là gì nhỉ? Ta viết nhận xét thầy thôi. Các bạn nhớ là khi đường đi tia sáng đánh dấu mũi tên vào thầy nhá. Đấy. Như vậy trong trường hợp này là trường hợp là vật thật, đúng không? Đặt trong đoạn FI. Đấy. Thì bạn sẽ xô được ngay thầy này, ảnh, đúng không? Là ảnh thật. Đấy. Ngược chiều và gì nhỉ? Lớn hơn vật. Các bạn có thể dùng công thức Tô Ký, bạn chứng minh được nó cũng sẽ lớn hơn. Cái độ phóng đại K của độ lớn sẽ lớn 1 nhá. Mình chứng minh được công thức cũng được. Còn dùng hình học các bạn cũng sẽ thấy ngay thôi. Được chưa? Tại vì cái thằng A phẩy O này nó sẽ lớn hơn AO, được chưa? Đương nhiên là cái kích thước của A phẩy B phẩy nó không phải lớn hơn AB. Theo tam giác đồng dạng hoặc là theo định lý Thales ta có được điều đó. Còn bạn dùng công thức thấu kính các bạn cũng sẽ ra nhá. Ok chưa nào? Rồi. Chúng ta tiếp tục cùng thầy sang trường hợp thứ tư, đúng không? Là vật thật trong đoạn OS. Đây. Thì bạn vẽ sang bên này luôn với thầy nhá, vẽ sang bên này luôn. Thì trong trường hợp này là cho anh ảo rồi, là vì sao bạn nhờ? Là vì cái vật AB nó nằm trong khoảng tiêu cự, đúng không? Nằm trong khoảng tiêu cự thì đương nhiên là sẽ cho anh ảo rồi. Và anh ảo bao giờ trong trường hợp với Tô Ký hội tụ thì anh ảo nó cũng lớn hơn vật, các bạn nhớ nhá, anh ảo lớn hơn vật. Đấy, bài này chịu có vẽ rồi mà, chịu có vẽ rồi, nhận xét cho thầy thôi, không có gì để lạ cả. Rồi, ta vẫn có F I O F phẩy và Y phẩy. Bây giờ cho vật vào trong khoảng IF cho thầy. Vật này có thể vẫn có kích thước là 0,7, các bạn vẽ cẩn thận nhá, không có lại ảo to là bạn không cắt được đâu. Được chưa? Đây nếu thầy lấy đây thì nó hơi lấy ra xa một chút cho dễ vẽ. Đây các bạn, được chưa? Đấy. Rồi. Đây chính là AB của chúng ta, vật AB. Bây giờ bạn vẽ thầy cái tia đặc biệt vẫn là tia song song. Vẫn cho tia ló đi qua F, đúng không? F này F phẩy nhá, nhớ đi qua F phẩy. Tiêu điểm là tiêu điểm ảnh nhá. Đấy. Rồi thế còn BO nào, BO thì vẫn truyền thẳng cho các bạn thế này. Như vậy trong trường này bạn thấy không, cái chùm tia ló đấy, nó là chùm phân kỳ. Nó không giao nhau ở phía bên này nhưng nó lại có đường kéo dài cắt nhau được, thì đây chính là lý do mà qua anh ảo, đúng không? Anh ảo là giao có cái đường kéo dài các bạn nhá. Đấy. Còn ảnh thật đấy là giao có cái đường tia ló trực tiếp luôn, thì ra ảnh thật phải hướng lên màn chắn được, còn ảnh ảo các bạn là phải đường kéo dài. Đây may quá thể vẽ nó đủ gần chính giữa OF này, đâm ra là nó sẽ cắt rất là gần. Nếu nhiều bạn không vẽ cẩn thận, bạn cho A nó gần sát F cho thầy xem, nó kéo dài lắm, nó to làm sao đấy. Khi hết tờ giấy này vẫn chưa xong. Và nhớ thầy này, khi các bạn vẽ ảnh ảo là vẽ những cái đường nét kéo dài thì ta nên vẽ nét đứt cho thầy. Được chưa? Và ký hiệu vẽ ảnh ảo bao giờ người ta cũng vẽ nét đứt các bạn nhé, là vì nó không hướng lên màn chắn được. Đây chính là A phẩy B phẩy của các bạn. Ok chưa? Đấy. Như vậy nhận xét ngay thầy là gì? Trong trường hợp này ảnh ảo, đúng không? Nó cùng chiều lớn hơn vật và sẽ nằm ngoài khoảng OF, đây là cái điều chắc chắn rồi. Đây là trường hợp là vật thật, đúng không? Nằm trong đoạn này là trong đoạn gì đây? Trong đoạn OF nhá. Đấy. Thì bạn sẽ có được cho thầy như sau là ảnh, đúng không? Là ảnh ảo cùng chiều, được chưa? Đấy, lớn hơn vật, đúng không? Kích thước lớn hơn. Đấy. Còn theo kính phân kỳ đấy thì vật ở đâu cũng thế cơ thôi, nó cho ánh ảo nhỏ hơn. Còn hội tụ ấy thì ánh ảo phải lớn vật, nhớ là áp dụng với vật thật nhé, lớn hơn vật, ok chưa? Và ảnh nằm ngoài đâu các bạn nhỉ? Nằm ngoài khoảng OF. Đấy, bài này khá là dài, ok chưa? Rồi, như vậy dù sao thì dài cũng giúp các bạn nhớ lại để cho thầy các cái đặc điểm về đường đi của cái gì đây, của tia sáng, đúng không? Đồng thời là nhận dạng được cho thầy ảnh của các vật thật trước thấu kính hội tụ, đúng không? Với các khoảng cách mà cho trước. Các bạn giờ sau này các bạn làm bài đọc đề, các bạn chỉ cần nhớ các thầy các cái thứ tự các tính chất này, bạn suy luận được ngay là vật nằm ở đâu, và từ đó mình sẽ đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất nhá. Như vậy là kết thúc cho thầy câu số 7 tại đây. Các bạn tiếp tục cùng thầy sang câu số 8.